câu chuyện trạng bắt hổ cày người dân làng vĩnh hoàng kể rằng ngày xưa có một người nông dân ở làng bắt được một con hổ ông ta cột hổ vào cày và bắt nó cày ruộng con hổ rất khỏe cày rất giỏi nhờ đó người nông dân có một vụ mùa bội thu mời bạn chia sẻ video này và bấm thích nhé trên đây là câu chuyện tiêu biểu về làng nói trạng ở vĩnh tú quảng trị làng vĩnh hoàng nay là thôn huỳnh công tây thuộc xã vĩnh tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, có lịch sử nói trạng hơn 600 năm. Theo truyền thuyết, làng Vĩnh Hoàng được lập bởi ông Huỳnh Đại La, người ở Hoang Châu. Ông Huỳnh Đại La là người có tính cách hài hước, hóm hỉnh, thường kể những câu chuyện trạng để giải trí cho mọi người. Dần dần, thói quen nói trạng đã trở thành nét đặc trưng của người dân làng Vĩnh Hoàng. Những câu chuyện trạng ở làng Vĩnh Hoàng thường phóng đại, hài hước, mang tính chất châm biếm, phê phán xã hội các câu chuyện thường kể về những nhân vật có tính cách đặc biệt, những tình huống éo le, những sự việc phi lý. Tuy nhiên, những câu chuyện này lại được kể một cách rất tự nhiên, dí dỏm, khiến người nghe không khỏi bật cười. Làng nói trạng Vĩnh Hoàng đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam. Những câu chuyện trạng ở đây không chỉ mang lại tiếng cười cho người nghe, mà còn là một bài học sâu sắc về cuộc sống. Cảm ơn vì đã xem và đăng ký kênh xin hẹn gặp lại các bạn